châu Âu bỏ phiếu thông qua nghị quyết công nhận Juan Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela. Với 439 phiếu thuận, 104 phiếu chống và 88 phiếu trắng, hôm 31 tháng Giêng năm 2019, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết công nhận Juan Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela. Đó là trên bình diện Liên minh châu Âu, một số quốc gia châu Âu có thể cũng sẽ làm tương tự như thế vào thứ Bảy ngày mai. Đây là một áp lực cho Maduro. Trước đó, đảng EPP đã đưa ra một kiến nghị như tờ Bild đưa tin sau đây, kiến nghị của đảng EPP. Châu Âu nên công nhận Guaido là tổng thống Venezuela. Tổng thống Venezuela Juan Guaido muốn thực hiện quá trình chuyển đổi sang dân chủ và bầu cử tự do. Bây giờ EU thực sự hành động. Khối đảng Nhân dân châu Âu trong Nghị viện châu Âu EPP muốn thông qua một nghị quyết chống lại Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và ủng hộ cho đối thủ của ông là Juan Guaido. Các chính trị gia châu Âu bao gồm cả ứng cử viên của đảng EPP cho cuộc bầu cử tiếp theo, Manfred Weber, 46, muốn chính thức công nhận Guaido là Tổng thống. Trong dự thảo, nghị quyết của EPP mà tờ Bild có được, lý do được nêu ra là Maduro từ chối lời kêu gọi bầu cử tổng thống của EU, do đó Juan Guaido nên được công nhận là tổng thống theo điều 233. Bản nghị quyết viết tiếp hướng tới các quốc gia thành viên trích nguyên văn. Các quốc gia thành viên EU cần có một lập trường thống nhất, mạnh mẽ và cũng nên công nhận Juan Guaido là tổng thống lâm thời hợp pháp duy nhất của đất nước này, cho đến khi cuộc bầu cử tổng thống mới, tự do, minh bạch và đáng tin cậy diễn ra để khôi phục lại chế độ dân chủ. Lý do được viện dẫn là vì cuộc bầu cử ở Venezuela vào tháng 5 năm 2018 thậm chí không đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu về bầu cử tự do, dân chủ, đáng tin cậy, đa nguyên và minh bạch. Và ông Maduro giữ chức tổng thống từ ngày 10 tháng Giêng một cách bất hợp pháp và chống lại hiến pháp. Bản nghị quyết viết tiếp, trước tình hình ở Venezuela, Nghị viện châu Âu cũng cần phải lên án sự đàn áp bạo lực, giết chóc và hy sinh do nhà cầm quyền gây ra và thể hiện tình đoàn kết với người dân Venezuela, cũng như bày tỏ sự chia buồn chân thành với gia đình và bạn bè của các nạn nhân. Kiến nghị này, nếu được thông qua, thì sẽ là một áp lực mới lên ông Maduro. Trước đó, một số nước như Mỹ, Canada đã công nhận ông Guaido là tổng thống. Quý vị vừa nghe qua bài của Nguyễn Mai, Thời báo.de. Qua phần trình bày của Ý Nhi, ngày 31 tháng Giêng năm 2019. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã ủng hộ và theo dõi. Cùng xin hẹn gặp lại quý vị vào bản tin lần tới. Thân ái kính chào quý thính giả và các bạn.